Retinol là dẫn sắt từ vitamin E. Công dụng phổ biến nhất của retinol là chống lão hóa thông qua việc kích thích sản sinh collagen và elastin. Bên cạnh đó, retinol còn có khả năng làm tăng tốc thay mới các tế bào sừng, từ đó retinol giúp đều màu và sáng màu da hơn. Tuy nhiên, retinol cũng có một số nhược điểm như là tính không ổn định và dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ, không khí và ánh sáng mặt trời. Đồng thời, retinol cũng có các tác dụng phụ như là kích ứng, bong tróc, đỏ da trong thời gian đầu sử dụng. Và lúc này thì retinol bọc ra đời như là một giải pháp để khắc phục những các cái hậu quả trên. Vậy retinol bọc là gì và nó có công dụng tuyệt vời hơn so với retinol thường như thế nào? Thì video này mình sẽ chia sẻ để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Trước khi đến với chủ đề chính, mình rất là hy vọng anh chị và các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, và anh chị cũng đừng quên nhấn vào nút quẹt chuông ngay bên cạnh để khi mình ra video mới thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Quay lại chủ đề chính của video này, mình sẽ chia video lên thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ retinol bọc là gì, và phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ những cái ưu điểm vượt trội của retinol bọc, và ở cuối video thì mình sẽ chia sẻ một số loại retinol bọc để anh chị với các bạn tham khảo thêm nhé. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 1, retinol bọc là gì. Retinol bọc tức là retinol được bao bọc bên ngoài bởi những cái phân tử khác như là lipid trong công nghệ lipid nanoparticle retinol hay là silicone, có khả năng bảo vệ retinol tránh bị bay hơi hoặc bị tác động từ ngoại cảnh như là ánh sáng mặt trời, nhiệt độ từ môi trường, đồng thời bảo vệ retinol bên trong khỏi các tác động oxy hóa, từ đó ngăn chặn sự biến đổi chất để retinol phát huy tác dụng một cách tối đa. Retinol bọc là một trong những công nghệ retinol tiên tiến nhất hiện nay. Và một số ưu điểm vượt trội của retinol bọc so với retinol thường như sau. Đầu tiên là ngăn biến đổi chất. Retinol là thành phần rất là nhạy cảm về ánh sáng và dễ bị biến đổi công thức khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Do đó, retinol bọc được bao bọc bởi các hoạt chất khác giúp ngăn chặn biến đổi chất, nâng cao chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm, đồng thời làm chậm quá trình bay hơi sản phẩm. Công dụng thứ hai đó chính là retinol bọc tăng cường thẩm thấu hơn. Retinol bọc sẽ giải phóng từ từ và thấm vào da qua các khe hở gian bào, tạo ra một lớp màng siêu mỏng, đồng nhất, đảm bảo độ che phủ tối ưu, thẩm thấu và giải phóng có kiểm soát các hoạt chất từ bao bọc ở bên trong. Thứ ba là giảm thiểu tình trạng kích ứng mặt đỏ. Retinol hoạt động theo cơ chế là phân giải chậm từ từ retinol, tức là retinol được giải phóng dần dần, từ đó da có thời gian làm quen với hoạt chất và hạn chế tình trạng da bị kích ứng mặt đỏ. Thứ tư là ngăn ngừa thất thoát độ ẩm. Nguyên nhân là retinol bọc sẽ hình thành một lớp phim trong suốt như là một lá chắn bảo vệ vô hình ở trên bề mặt da, giúp da ngăn ngừa tình trạng thất thoát độ ẩm. Thứ năm đó chính là tái tạo tế bào và sản sinh collagen mạnh mẽ. Lớp màng bọc bên ngoài retinol được bổ sung thêm các thành phần khác nhằm giúp retinol ổn định và tăng cường hoạt động tốt hơn. Do đó, retinol có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da, kích thích sản sinh collagen mạnh mẽ hơn, sửa chữa những các khuyết điểm ở trên da được tốt hơn. Và một số loại retinol bọc anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm như retinol của Imay, retinol của nhà Candid. Như vậy mình đã chia sẻ với anh chị và các bạn retinol bọc là gì và những cái ưu điểm ưu việt của retinol bọc so với những các loại retinol khác. Anh chị và các bạn nên sử dụng retinol bọc để mang lại hiệu quả chăm sóc da và đảm bảo an toàn hơn cho làn da của chúng ta nhé. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, có thể đăng ký kênh của mình cũng như xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.